điểm quy hoạch TH4. Ở đây nhà hai bên chủ yếu là nhà ở, ít có cửa hàng kinh doanh. Quanh ngã tư, quanh ngã ba điểm quy hoạch này có 3 cửa hàng tạp hóa, tiềm năng thương mại hơi kém, lưu lượng giao thông ít, ở đường này chỉ giới hạn xe trọng tải dưới 5 tấn, đường rất là nhỏ. Đây là chợ Nấp, nhưng mà đây là chợ ở khu này là phường Đông Hưng, mà chợ đang đóng cửa. Xung quanh không thấy buôn bán,